đang đang xem trực tiếp trận đấu giữa hai cầu thủ quốc vàng của Việt Nam chúng ta và cầu thủ đến từ Singapore. Đây là trận đấu của quốc vàng và vàng đang dọn vàng cho nên để ba phát dọn vàng luôn. Vào game chung kết, game cuối cầu thủ đến từ Singapore là người đánh trước, một lợi thế cho cầu thủ đến từ Singapore.